bí mật lần đầu công bố vụ tạt axit vũ nữ Cẩm Nhung phần chính. Đó hồng bạc mệnh. Những người chứng kiến vụ tạt axit vũ nữ Cẩm Nhung đã bàng hoàng kể lại chi tiết về sự việc xảy ra trong một con hẻm nhỏ ở trung tâm Sài Gòn. Theo họ, cô gái đi trên một chiếc taxi chạy từ hướng chợ Bến Thành. Sau đó, xe vẹo chữ U qua đầu đường Nguyễn Khắc Nhu và dừng lại đúng con hẻm. Cô nàng khoan thai bước xuống xe, đi vào ngôi nhà nhỏ của mình nằm trên con hẻm ăn thông từ đường Trần Hưng Đạo qua đường Cô Bắc. Những người dân khu vực này kể rằng người ta đã kịp chở cô ấy đi rồi. Chúng tôi nghe nói đó là một phụ nữ đẹp mê hồn. Một người khác lại ngạc nhiên hỏi: nghe nói vụ tạt axit chỉ diễn ra trong 30 giây mà thương tích vô cùng nặng. Trong khi đó, một người đạp xích lô chia sẻ thêm: cái chất axit đó chỉ cần tạt vào mặt thôi thì coi như tôi đời. Nghe nói vụ việc xảy ra khi cô gái bị một phụ nữ tình địch đánh ghen. Kẻ thủ ác núp sẵn ở đầu hẻm. Khi cô vừa bước xuống xe thì bị ra tay giả mang. Người đạp xích lô cho biết: khi tôi vừa đạp xe đến đây thì vừa lúc nghe nạn nhân hét lên một tiếng "Trời ơi!" rồi ngã xuống. Vào thời khắc vũ nữ Cẩm Nhung bị tạt axit, tác giả cũng là một trong hàng trăm người dân hiếu kỳ có mặt tại hiện trường. Đến sáng hôm sau, Sài Gòn rúng động trước dòng tin trên trang nhất của các tờ báo: một phụ nữ bị tạt axit cháy cả khuôn mặt. Thậm chí có tờ báo còn đăng chi tiết hơn với hình ảnh và tên tuổi nạn nhân. Vụ án chấn động này xảy ra ngay giữa trung tâm Sài Gòn, tại con hẻm đối diện hãng nhập khẩu phụ tùng ô tô, nay là gặp hát Trần Hưng Đạo. Sau khi vào cuộc điều tra, nhà chức trách đã xác định vụ án xảy ra lúc 2 giờ 10 đêm ngày 18 tháng 7 năm 1961. Nạn nhân là cô vũ nữ tài sắc tên là Cẩm Nhung. Thủ phạm gây ra vụ việc được cho là phu nhân của một sĩ quan ngụy và thương nhân lớn. Ngày hôm sau thì các tờ báo tiếp tục đăng tải thông tin kỹ hơn về vụ án. Nhà chức trách nhanh chóng lần ra thủ phạm và người chủ mưu triệt hạ giả mang vũ nữ Cẩm Nhung chính là vợ của một viên trung tá tên là Trần Ngọc Thức. Chi tiết về thủ phạm và diễn biến vụ án. Cụ thể, vị phu nhân của trung tá Thức, bà Lâm Thị Nguyệt, đã lên kế hoạch tạt axit trả thù. Ngoài bà Nguyệt, còn có một thủ phạm chính thức gây án. Người cầm lon axit tạt vào mặt của vũ nữ Cẩm Nhung là một phụ nữ giang hồ tên là Chính Đen. Chỉ trong vòng 12 tiếng đồng hồ, nhà chức trách đã nắm được manh mối và câu lưu thủ phạm. Thị Chính Đen chính là người cầm lon axit tạt thẳng vào mặt Cẩm Nhung rồi chạy biến vào xóm Sáu Lèo. Sau đó thì nhà chức trách không khó để tìm ra thị giang hồ từng có nhiều thành tích bất hảo, có gốc gác ở một tỉnh miền Tây. Ngay lập tức, thị Chính Đen bị bắt giữ và bước đầu đã thừa nhận toàn bộ hành vi tội ác. Thị cho biết, để thực hiện vụ tạt axit, thị đã nhận tiền công 2 lượng vàng. Bên cạnh hai thủ phạm vừa nêu, nhà chức trách còn đang truy lùng thêm vài đối tượng nữa để đưa ra pháp luật trừng trị. Sau khi đăng tải thông tin về hung thủ và vụ án, báo chí còn đưa tin về vũ nữ Cẩm Nhung. Theo đó, cô vũ nữ xinh đẹp này sinh năm 1940, đầu năm 1955 cô di cư từ Bắc vào sinh sống tại Sài Gòn. Hoàn cảnh gia đình của Cẩm Nhung khá là nghèo. Từ khi vào Sài Gòn, Cẩm Nhung nổi tiếng bởi nhan sắc trời cho khi vào làm việc cho vũ trường Kim Sơn. Cẩm Nhung nhanh chóng trở thành vũ nữ đẹp nhất và là sao sáng nhất trong các vũ nữ tại Sài Gòn. Tình trạng sức khỏe và hậu quả của nạn nhân. Theo lời tường thuật của các báo thì nạn nhân sau khi vào bệnh viện Sài Gòn đã rơi vào trạng thái hoảng loạn và đau đớn tột cùng. Toàn bộ khuôn mặt đẹp như tiên nữ của cô đã bị axit hủy hoại gần như là hoàn toàn. Do axit ăn sâu vào da thịt
Cẩm Nhung phải chịu đựng những cơn đau đớn không thể tưởng tượng nổi. Theo đánh giá ban đầu của các bác sĩ thì tình trạng sức khỏe của Cẩm Nhung rất là nguy kịch. Việc giữ được tính mạng đã khó, chưa nói đến là việc giữ được nhan sắc của cô vũ nữ này. Phản ứng của công chúng và báo chí. Tác giả nhớ rõ, vào thời điểm bấy giờ, người Sài Gòn từ già đến trẻ, từ phụ nữ đến đàn ông, từ bình dân đến trí thức đều say sưa đọc các tin tức trên báo về vũ nữ Cẩm Nhung bị tạt axit. Báo chí Sài Gòn nhờ thông tin nóng sốt liên quan đến Cẩm Nhung mà bán rất là chạy. Những hình ảnh thê thảm của nạn nhân đang nằm trong bệnh viện Sài Gòn được đăng tải đầy đủ. Đồng thời, các tờ báo còn đưa ảnh chân dung của hai thủ phạm chính. Một là vợ viên trung tá Trần Ngọc Thức và ảnh của ác phụ Chính Đen. Tác giả là người bị sốc khi đọc chi tiết về chị Chính Đen này, bởi tác giả biết mụ ta quê ở núi Sập, tỉnh Long Xuyên, nay là tỉnh An Giang. Người phụ nữ độc ác này cùng quê với tác giả thuở nhỏ. Khi ở quê, tác giả có biết và nghe nói về con người này. Mụ ta thời ấy không phải là kẻ ác, chỉ là người ít học, làm đủ thứ nghề linh tinh, kể cả nghề chạy mối, chạy cò, và thỉnh thoảng còn dính tới giới đỏ đen rất là phức tạp. Cuộc đời của Trung tá Thức và ảnh hưởng đến vụ án. Qua vụ việc tạt axit Cẩm Nhung, báo chí mới khai thác sâu hơn về con người của Trung tá Thức. Ông ta giữ chức vụ lớn trong ngành quân vận, sau này gọi là công binh của quân đội Sài Gòn. Đây là ngành mà người làm bên trong có thể tham ô tiền bạc rất là nhiều. Từ khi giữ chức vụ trong ngành này, Trung tá Thức tận dụng vơ vét tiền bạc để làm giàu bất chính. Do có nhiều tiền, Trung tá Thức thường xuyên lui tới các vũ trường nổi tiếng tại Sài Gòn, trong đó có vũ trường Kim Sơn. Đặc biệt, bên cạnh Trung tá Thức luôn có hàng tá bồ nhí xinh đẹp và các phụ nữ làm việc tại các vũ trường. Với tiềm lực tài chính mạnh của mình, Trung tá Thức nhiều lần tìm cách chinh phục Cẩm Nhung để cô nàng đồng ý làm người tình. Nhưng bông hoa đẹp nhất vũ trường Sài Gòn không đồng ý mà cố né tránh. Thời ấy, báo Sài Gòn còn đăng tải thông tin rằng Cẩm Nhung chính là vợ bé của Trung tá Thức. Điều này đã khiến vợ Trung tá Thức nổi cơn cuồng ghen và lên kế hoạch tạt axit kinh hoàng. Tuy nhiên, những thông tin này nhanh chóng bị xua tan khi sự thật về nơi ở của Cẩm Nhung được tiết lộ. Theo đó thì ngôi nhà của Cẩm Nhung nằm trong một con hẻm từ đường Trần Hưng Đạo qua đường Cô Bắc, không phải là ngôi nhà sang trọng do Trung tá Thức mua tặng. Thực chất, ngôi nhà đó chỉ là ngôi nhà thuê chưa đầy nửa năm khi chuyển từ khu phố nghèo bên quận 4 về. Liên quan đến vấn đề này, một tờ báo đã kết luận tin đồn về Cẩm Nhung là vợ bé của Trung tá Thức là sai sự thật. Bởi nếu Cẩm Nhung là vợ bé của một người nổi tiếng giàu có như là Trung tá Thức, thì không thể nào ở trong căn nhà tồi tàn như vậy. Phần chính đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị trong phần tiếp theo.